Anh Tiến ơi, chỗ em ở nhiều ruồi quá. Có sản phẩm nào diệt ruồi tốt có anh? Có luôn em nhé. Đây là kết quả sau một ngày dắt bà. Đếm không xuể luôn các bác ạ. Cách sử dụng: 1. Dắt bà, trộn trực tiếp 100g dùng 8 đến 10 lần. 2. Phun một gói pha 10 đến 15 lít nước phun diện tích 100 đến 150 m². Và đây là hình ảnh quay chi tiết.